Đây là đại lộc riêng nha bà con, cây cũng rất là to. Hoa cũng rất là to, qua đây vàng tay ở đây nha. Đây anh kẹt nó vô nè. Hoa to bằng vàng tay. Đó. Ngoài nhà là bà con loại hoa lớn lấy bàn tay kẹp vô. Không lấy lần xiên thì lấy thước đo đo. À. Cây zin nè bà con. To lắm. Cỡ 20 quả. Tàng này Tết chơi ok. Già con hết. Nay mai em kịp vòng nó lại. Đây, vàng tay em đây. Đo, đâu qua, đâu qua. Em này tán tròn cao khoảng 60. 70, cao khoảng 70. Tán thì lớn, tán khoảng 80, nó hơi lùn. Nó hơi lùng nhưng mà con đây thân nó này. Nên là dạng bonsai nè đó. Quang Dũng 0918 755 712. Đây còn mấy cái búp nữa nè em bà con. Này là trong tình trạng em không sử dụng phân thuốc hỗ trợ. Bây giờ nói bớt ra búp gì đây, em phải sử dụng thuốc để kèm hoa nó lại nha bà con. Đây bà con xem lại lần nữa. Mã số cây, hoành cây, các cái thông số này nọ thì em sẽ ghi trên màn hình nha bà con. Chào tạm biệt.